Xin chào tất cả mọi người trên đến với kênh channel của Hoàng Thống. Thì hôm nay đến với kênh của Hoàng Thống, Hoàng Thống xin giới thiệu một cái xe ATV 4x4. Mặc dù về được mấy ngày rồi nhưng mà Hoàng Thống chưa có thời gian để mà gọi là trải nghiệm thực tế. Bởi vì sao? Công việc của Hoàng Thống khá là bận. Vậy thì Hoàng Thống hôm nay xin phép là sẽ quay chay cho các bác, để các bác biết là cái xe này nó như thế nào. Đây, trước mắt các bác đây là một chiếc ATV 300cc. 300cc các bác nhá. Đã được lắp ráp, chỉ chắc còn thiếu cặp kính chiếu hậu nữa là đủ. Đấy. Cái xe này thì mình có đặt thêm tời. Tời này. Và đặc biệt hơn là xe này được sử dụng động cơ 300cc có két nước làm mát. Đây. Két nước làm mát đây các bác thấy không? Để ở đằng trước. Rất tiện lợi luôn. Két nước làm mát này có 4x4 nha các bạn nhé, quan trọng là 4x4 thôi, quan trọng là hai cầu thôi, chứ còn nếu mà xe bình thường thì nó đơn giản. Đấy. Xe này thì sử dụng thông số lốp sau, trước và sau là đều như một, đó là 22 × 10 − 10. Đấy. Lốp rất bự đấy. Và xe này thì chỉ ngồi được một người thôi. Ngồi cố thì ngồi được hai người, một người lớn, một trẻ con. Thì có 4 số tiến và 1 số lùi. Có 4 số tiến. Và cái cần bé bé này, cái cần bé bé này nó sẽ điều chỉnh số lùi các bạn nhé. Số lùi nhanh chậm đó. Đấy, đây là cái phần bánh sau. Mình sẽ quay cái phần bộ gầm trước. Đấy, các bạn thấy không? Đây là cái gầm, nó giống như cái cầu của nó giống như cầu xe tải 5 tạ vậy. Cho nên là... thì xe này nó thiết kế là để chở hàng mà sử dụng nhíp nhé các bác nhé. Sử dụng nhíp. Quay lại phần trên này. Các bác đây là thấy một cái phần thùng sau. Nó dài 1 m, rộng 90 phân. Đấy, cái thùng này dài 1 m. Và cái thùng này các bác có thể đặt được theo kích cỡ theo mình yêu cầu. Ví dụ như là hiện tại đây là cái thùng dài 1 m này, có thùng dài 1 m 3 này, 1 m 5 này, 2 m. Đấy, có ba mấy kích cỡ, đó là 1 m này, 1 m 3 này, 1 m 5 này và 2 m, có 4 kích cỡ đấy. Thì các bác có thể tùy chọn. Rồi các bác có thể độ thêm tùy chọn là cái ben thùng này có thể đổ ben được. Đấy. Các bác có thể chọn được đấy. Nhưng mà ví dụ như các gói thế có thể thêm tiền. Còn phần động cơ thì sao? Phần động cơ thì có thấp nhất là 250. Và hiện tại đây là máy 300. Thấp nhất là 250, có 250, 300 và 350. Có 3 kích cỡ động cơ cho các bác lựa chọn. Đấy. Phần này thì xe này thì gia cố rất chắc chắn luôn. Hoàn toàn là khung sắt xung quanh bao quanh luôn các bác nhá. Đấy. Đây là phần cắt nước làm mát và mình có đặt thêm tời. Thì quay lại với cụm đồng hồ, các bác thấy không, đây là có tiến lùi, có xi nhan này, đèn cốt pha này, le này, đây là cái phần công tắc điều chỉnh tời, đây là công tắc tổng, rồi đề đèn đầy đủ. Xe này thì trang bị 2 phanh đĩa các bác nhé, 4 phanh đĩa, xin lỗi các bác, là trang bị là 4 phanh đĩa. Xe này trang bị là phanh đĩa trước sau. Đấy. Đây, các bạn thấy không? Đằng sau này nó có dây dẫn đi là phanh đĩa. Trang bị 4 phanh đĩa các bác nhé. Thì cái trọng tải của nó là tùy các bác có thể chặn. Nếu mà cái thùng dài thì có thể mình sẽ tải được nhiều hơn. Mà tầm 4-5 tạ là chuyện bình thường. Vì tại sao mà cái xe mà đến 3-4... 100cc mà chỉ có tải 4-5 tạ thôi. Bởi vì là mình là cái xe này là xe địa hình. Nghĩa là sao, mình là phải có những cái cung đường nó cực kỳ là khó thì mình mới dùng xe này. Đấy, thì là 4x4 toàn thời gian. Thì ví dụ như là các bác có thể bình thường, xe bình thường của bác có thể là 125 thôi, nhưng mà khi mà có tải đã đành, khi mà nó chạy cầu 4x4 ấy, thì nó sẽ nặng hơn rất là nhiều, cho nên là cái máy nó phải to mà phải mới tải được nặng. Thì to hay không thì bây giờ Hoàng Thống đang đặt cái xe này là máy của nó là 300cc rồi, có két nước làm mát. Còn quay lại với chiếc thùng này, các bác thấy không,
Đấy. Cái thùng này có thể là mở ra được 3 hướng các bác nhé. Em sẽ thử mở cho bác xem. Cái thùng này có thể mở được 3 hướng cho anh em có thể tiện bê đồ các kiểu. Và có thể là các bác nếu mà muốn thì các bác có thể là tự cơi cái thùng nó ra phù hợp với cái công việc của mình. Đấy. Đấy. Thùng này mở được 3 hướng. Mở tất nhiên là cả bên kia nữa. Còn cái này thì cố định. Mở được 3 hướng các bác nhé. Thì cái này là cái thùng này dài 1 mét, từ dài 1 mét, rộng 90. Dài 1 mét và rộng 90 phân thì đã có thiết kế chủ tất cả rồi. Đấy. Đấy, nếu mà sau khi mà bê xong hoặc là bác không cần những cái này, bác có thể tháo đi để chạy những cái hàng đúng theo mục đích của mình. Đấy. Cái xe này điểm cao nhất của nó là chỗ này. Cao 1m4. Cao 1m4 các bác nhé. Đấy. Rất gọn nhẹ, rất đơn giản luôn. Nó không khác gì một chiếc xe tải bé. Mà đây là 4x4 các bác nhé. Nghĩa là hai cầu. Xe này hai cầu. Đấy. Các bác có thể thấy cái cầu đằng sau của nó rất chắc chắn luôn đấy ạ. Có hệ thống rằng. Rằng này là rằng để giữ cân bằng cho xe không bị nghiêng khi nó sẽ, khi mà bị nghiêng thì nó sẽ rằng xe lại để giữ thăng bằng cho xe. Đây, các bác thấy đây là cái phanh đĩa của nó. 4 phanh đĩa trước sau, 4 phanh đĩa. Còn ngoài ra có những cái hỗ trợ giống như những cái chân bước này, bệ bước để chân các bác trèo lên này. Đấy. Xe này thì rất xịn hò, để em sẽ quay lại phần đầu của nó. Đây. Được trang bị đồng hồ LCD. Đây. Km đã đi này. Đây là đồng hồ nhá các bác nhá. Đồng hồ thời gian nhá. Hiện tại là 1:06 đấy. Đây là số 2. Đây là số 1 này. Chip đã chạy được 200m. 2 mét thôi thì đúng hơn. Đấy, chip đã 2mm, 2m rồi. Đấy. Còn ở bên này thì nó sẽ có cả báo xăng. Báo xăng, rồi đây, nó sẽ nhấp nháy ở đây. Nó sẽ có cả báo xăng nha các bạn nha. Ok ạ. Em sẽ chỉ, hôm nay em chỉ giới thiệu chay cho các bác thế thôi. Thì các bác thấy cái video này hay thì hãy chia sẻ, thấy như, hoặc là các bác đang cần một cái xe như thế này thì các bác hãy liên hệ với Hoàng Thống với số điện thoại là 0985 839 983. Thì cũng tùy mức giá thì nó cứ tầm xem cứ tầm 60 triệu trở lên các bác nhé. Ví dụ như bản 250 bình thường. Ví dụ như tùy từng người, có người người ta chỉ cần cái quãng đường nó nhẹ nhẹ, không dốc lắm thì là không cần phải động cơ to, rồi là không cần phải tời, thì cái xem này nó cứ tầm 60 triệu trở lên các bác nhé. Đấy. Khung gầm thì các bác có thể đặt thêm là cái thùng này dài hơn, thùng này đang dài 1 mét, nếu mà các bác đặt thêm thùng dài hơn thì giá nó lên cao hơn, nghĩa là thùng có thể dài đến 2 mét cơ mà, và có thể chở được, có thể là độ thêm được cả ben đổ ben được ấy, các bác. Đó. Ok. Nếu các bác quan tâm hãy liên hệ với số điện thoại 0985 839 983 để gặp Hoàng Thống nhé. Cảm ơn mọi người ạ.